Long xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Chủ đề hôm nay Long muốn chia sẻ với các bạn về kinh doanh cà phê, đó là pháp lý khi mở quán cà phê. Thì trong chủ đề trước, Long đã chia sẻ với mọi người về những cái bước mình cần làm trước khi mình làm quán cà phê, trước khi mình khởi sự kinh doanh quán cà phê. Thì đề tài hôm nay Long muốn chia sẻ kỹ hơn về vấn đề pháp lý khi mà anh em mình chuẩn bị làm quán cà phê. Cái loại giấy tờ đầu tiên đó là giấy phép kinh doanh. Thì đã gọi là giấy phép kinh doanh, có nghĩa là khi kinh doanh phải được phép mới kinh doanh. Nhưng rất nhiều anh chị em mình khi ra làm quán cà phê thì thường không làm cái điều này. Không biết tại sao nữa. Có thể là không biết, có thể là thôi chưa cần biết, có thể là thôi cứ kinh doanh đi, tới đâu rồi tính tới đó. Và thông thường thì mình mở ra kinh doanh được khoảng nửa tháng tới tháng thì sẽ có người tới hỏi thăm, xuất trình giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh. Thì lúc đó tại em không biết, em không có, thôi bây giờ anh hướng dẫn em, anh chỉ cho em làm như thế nào đi. Rồi vậy trước khi làm thì ghi giấy phạt, mời đóng phạt trước rồi sau đó lên. Vậy thì vấn đề đặt ra là tại sao mình không làm đúng ngay từ đầu đi? Khi chuẩn bị kinh doanh, khi chuẩn bị làm cái việc mà nó sẽ phát sinh ra các hoạt động mua bán, mình nên làm cái thủ tục đăng ký kinh doanh. Thủ tục đăng ký kinh doanh thì gồm có gì? Thực ra trên các cái trang về đăng ký kinh doanh của nhà nước nhà mình thì đều có, đều ghi rất rõ luôn. Có nhiều cái hình thức, ví dụ như là các bạn có thể đăng ký theo dạng cá nhân, theo hộ kinh doanh cá thể, hoặc lớn hơn chút xíu theo dạng công ty. Thì nó sẽ có những cái ưu đãi về thuế, về báo cáo thuế, về việc miễn thuế này nọ đó. Thực ra thì Long thì nói chung chung vậy thôi. Còn các cái điều hướng dẫn chi tiết như thế nào, tất cả đều được ghi rất là rõ ở Ủy ban Nhân dân, ví dụ như cấp huyện, cấp phường xã hoặc cấp quận, tùy theo cấp độ của mình, tùy theo cái đơn vị mà mình đăng ký kinh doanh. Ví dụ như là hộ kinh doanh thì khác, ví dụ như công ty thì khác. Và hồ sơ thì cũng được bán, được cung cấp tại phường luôn. Ví dụ như là hồ sơ đăng ký kinh doanh nè, rồi chứng minh nhân dân nè, rồi chứng chỉ hành nghề nếu mà có nè, rồi lệ phí như thế nào, rồi làm trong bao lâu thì xong cái việc đó, và cần phải làm những cái gì, hoặc phải cần những cái giấy tờ gì, tất cả đã được liệt kê hết, ghi rất rõ ràng. Cách dễ dàng nhất, các bạn lên mạng. Rồi ở đây Long thì muốn chia sẻ cái tư duy, cái suy nghĩ rằng là một khi mình đi ra kinh doanh, một khi xuất hiện cái hoạt động buôn bán, mua bán trao đổi, phát sinh lợi nhuận, phát sinh doanh thu, thì việc đầu tiên là các bạn phải đăng ký kinh doanh đấy đó, nha, làm cái thủ tục đăng ký kinh doanh. Một khi mình làm việc đó, thông báo cho nhà nước rằng anh ơi, em bắt đầu kinh doanh đây và em có nhu cầu nộp thuế. Đó là nghĩa vụ của một người kinh doanh, của một người công dân trong một đất nước. Cái đó là việc phải làm. Do đó mình cái này mình không trốn được, và nó cũng chẳng là gì, nó thể hiện cái tinh thần, cái trách nhiệm của một người kinh doanh, của một người doanh nhân khi đứng ra kinh doanh. Và nếu không làm thì cũng được, nhưng chỉ trong một tháng hai mình có thể bị gặp rắc rối hình thức một chút xíu, và mình phải buộc là hoàn thiện, đôi khi sẽ hơi khó chịu một chút. Do vậy thì nên làm những cái bước này trước khi mình hoặc song song với cái việc mình xúc tiến để mà hình thành cái quán cà phê. Cái loại giấy thứ hai mà anh em mình cần quan tâm đó là giấy phép xây dựng. Ví dụ như khi mình sang lại một quán mà không cần xây dựng gì cả thì thôi khỏi cần bận tâm tới cái món này. Hoặc nếu mà khi mình sang mà họ có được cái giấy tờ này thì mình xin luôn. Để làm chi? Để
có thể sử dụng được khi mà trường hợp mà đô thị hay các thứ họ họ hỏi tới, hoặc là công an phường xã gì đó họ quan tâm họ hỏi tới thì mình có cái mình trình ra. Vậy giấy phép xây dựng nó có hai dạng. Một á, là giấy phép để mà sửa chữa, nâng cấp cái quán đó, cái mặt bằng đó. Ví dụ mình thuê cái mặt bằng mình cần nâng cấp rồi, sửa chữa thôi, thì cái loại giấy đó là một cái loại giấy phép khác. Cái loại thứ hai đó là giấy phép mà xây dựng mới luôn đó, thì nó có hai loại như vậy. Thì đối với cái loại mà xây dựng sửa chữa lại đó, nâng cấp đó, thì mình cần cái những loại giấy tờ gì? Thứ nhất đó là hợp đồng thuê nhà nè, rồi hợp đồng chuyển nhượng nè, hoặc là rồi hộ khẩu nè, chứng minh nè, rồi đơn xin sửa chữa đó. Đó là những thứ giấy tờ cơ bản để chi, để mình xin phép được sửa chữa nâng cấp, mình xin phép trước, tránh cái trường hợp Long đã bị một cái trường hợp này rồi. Đó là cái quán trước đây á, khi mà sang lại thì trước đây nó có một cái mái che di động, mái che đó khoảng 70-80 mét vuông, nhưng mà cái người chủ cũ á, là người ta đã cắt rồi, chỉ còn mấy cái chân thôi. Thì mình cứ nghĩ là từ đó mình dựng lên tiếp, thì do nó đã có hiện trạng cũ rồi, nhưng mà mình không xin được cái bản vẽ cũ, cho nên là khi tiến hành xây dựng sửa chữa dựng lên rồi thì họ xuống họ lập biên bản giữ tất cả các trang thiết bị dụng cụ xây dựng rồi làm cái mái vòm đó. Và các bạn biết không, phải tốn 10 ngày làm một cái động tác thôi, đó là xin lại trang thiết bị dụng cụ, xin phép để mà cho dựng lên lại đúng cái yêu cầu là mái che đó là di động, có nghĩa là phải gắn bánh xe ở dưới bốn cái chân đó. Về mặt hình thức là vậy, mặc dù cái chân nó cũng dính vô dưới nền đất á, thì để nó phù hợp với cái quy định về mái che di động đó, nó rất là phiền phức khi mà mình tiến hành sửa chữa mà mình không xin giấy phép đó, họ sẽ xuống và đình chỉ cái việc thi công của mình đó. Thì đợt rồi Lâm bị nó là khoảng 10 ngày để giải quyết cái việc đó, tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều công sức đi lên đi xuống xin xỏ các kiểu, bị phạt. Thì khi các bạn làm quán tiến hành xây dựng sửa chữa thì nên xin phép báo với bên phường một tiếng, gửi các anh trà nước cà phê, mình làm công trình cho trôi chạy, tránh cái trường hợp đang làm dở dang rồi bị phạt, nó sẽ phí của mình, thời gian phí mình tìm nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video trong làm giàu từ cà phê. Hãy giúp Long chia sẻ những video này cho những người bạn của mình, và biết đâu họ đang rất cần những thông tin, những kiến thức. Và đừng quên nhấn nút subscribe, nút đăng ký để nhận được những video giá trị, những video mới nhất của Long từ kênh làm giàu từ cà phê. Một cái loại giấy phép nữa. Còn cái đối với cái loại xây dựng mới á, thì mình cần cái gì? Có hợp đồng thuê mướn nè, giấy chủ quyền sở hữu nè, và thời hạn ít nhất là 3 năm trở lên, rồi bản vẽ xây dựng, đơn xin cấp giấy phép, hộ khẩu chứng minh. Thì cái này nó cần cái điều kiện nhiều hơn, tại vì nó là xây dựng mới hoàn toàn. Nhưng mà cái này thường cho những cái quán lớn thì họ sẽ sử dụng cái giấy tờ này, còn không thì xin giấy phép tạm sửa chữa, giấy phép nâng cấp sửa chữa nè. Còn đối với những quán mà thiệt lớn á, coi như ập phá xây dựng toàn bộ á, thì lúc đó họ mới cần xin cái loại giấy phép này. Rồi thông thường những cái loại này thường gửi ủy ban phường cái nơi mà cái quán hoặc cái mặt bằng mà tòa làm. Cái loại giấy tiếp theo mà thường cái giấy này không ai xin á, ít người xin lắm. Đố các bạn đó là giấy gì? Chưa các bạn đó là giấy phép giữ xe. Mọi người thì cứ đinh ninh trong đầu rằng là tôi mướn cái mặt bằng đó có cái lòng lề đường rộng, có cái vỉa hè 3-4 mét rộng để xe thoải mái. Nhưng mà theo quy định các bạn biết không, vỉa hè đó là của nhà nước, lòng đường của nhà nước, vỉa hè là của nhà nước dành cho người đi bộ, lòng đường là của nhà nước để dành
cho xe lưu thông. Về vấn đề đặt ra là khi mình để xe của khách ở dưới lòng đường sai, khi mình để xe của khách ở trên vỉa hè lấn chiếm lối của người đi bộ là sai luôn. Do đó mình muốn làm được những việc đó phải nộp hồ sơ xin giấy phép của phường. Thì hồ sơ gồm gì? Hồ sơ thì mình sẽ nộp vào phường cùng với giấy phép kinh doanh, cùng với chứng minh nhân dân. Hồ sơ đó là xin sử dụng một phần lề đường làm bãi giữ xe. Cái chủ quán đó phải đóng cái tiền, coi như tiền thuê cái đó cho kho bạc. À, thủ tục gồm có nè, đơn xin sử dụng lề đường nè, đơn này được bán ở trên phường, rồi bản vẽ vị trí mặt bằng, đề nghị xin được sử dụng tạm thời cái phần vỉa hè đó, rồi giấy phép kinh doanh photocopy. Và thông thường thì mọi người không làm việc này các bạn. Vỉa hè quán nhà ai người đó sử dụng cứ đặt xe nó, thì thông thường trật tự đô thị sẽ một năm ghé một hai lần để làm chi? Để phạt, để cảnh cáo. Tại vì thực ra nếu mà không được sử dụng cái vỉa hè vậy thì nó cũng vô lý, tại vì cái đó là trước cửa hàng của người ta. Tuy nhiên quy định của nhà nước là như thế thì mình buộc phải tuân theo. Và thông thường mọi người thường chọn cái cách là khi trật tự đô thị đi ngang qua, khi công an phường đi ngang qua hốt xe phạt năn nỉ để làm chi, để được đóng cái mức phạt thấp nhất. Xong thì mức phạt nó sẽ có cái ba rem từ mấy chiếc tới mấy chiếc, từ bao nhiêu mét vuông tới bao nhiêu mét vuông. Nếu mình khéo mình xin thì người ta sẽ áp dụng cái mức mét vuông thấp nhất. Còn nếu không khéo, nếu mà cương lên thì họ sẽ áp dụng cái khung phạt cao nhất. Và như vậy thì thiệt hại sẽ về phần mình. Còn nếu mà mình khéo với phường, với công an ở đó thì hàng tháng, hàng năm, dịp lễ Tết gì đó ít điều một chút xíu. Nhưng theo quy định của bên phường, bên trật tự thì một năm ít nhất họ cũng phải lập chỗ mình một cái biên bản. Để làm chi? Để làm chi? Để đó chính là thành tích của họ, đó chính là báo cáo công việc của họ. Gần đấy, nếu họ không làm cái điều đó thì họ cũng không có cơ sở nào để nói chuyện. Khi mà sếp đi qua thấy mặt bằng bị chiếm dụng tèm lem mà không thấy tờ giấy phạt nào thì cũng vô lý. Đó là việc họ phải làm. Và việc của chúng ta là một, nếu mà xin phép được thì rất tốt, hàng tháng đóng cho nhà nước, đóng tiền vô kho bạc rất tốt. Hai, khôn khéo để xử lý cái tình huống đó, làm thân với các anh bên đô thị, làm thân với các anh bên công an phường, dĩ hòa vi quý để cùng nhau sống sót và tồn tại. Cái thứ nhất là chính quy, cái thứ hai là ít chính quy đi chút. Loại giấy tiếp theo mà anh em mình cần quan tâm, loại này giấy này rất là cần thiết, đó là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Và loại giấy này đặc biệt áp dụng trong những cái ngành phục vụ về ăn uống. Đó thì tùy theo quy mô, ví dụ quy mô khoảng phục vụ khoảng 200 người thì cần phải xin giấy phép của sở y tế. Đó, còn dưới đó thì là cấp quận, cấp huyện, cấp phường xã, thì tùy quy mô của cái quán của mình, tùy cái số lượng người mà mình phục vụ, số suất ăn mình phục vụ, số doanh thu, cái số lượng khách mà mình phục vụ thì nó sẽ phân cấp ra thành từng cấp. Thì hồ sơ xin cái đó thì họ có bán sẵn luôn ở trên chỗ sở đó, hoặc là trên chỗ phường. Ví dụ như là giấy đề nghị cấp chứng nhận, cấp giấy chứng nhận nè, rồi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, rồi bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ nè, đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm, bản cam kết giấy chứng nhận đã được đi học vệ sinh toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của nhân viên, thẻ xanh, có được những cái đó. Rồi sau đó họ sẽ xuống, sau khi xin xong họ sẽ xin họ một ngày, họ xuống họ kiểm tra các cái cơ sở vật chất mà mình đăng ký có đúng không, họ kiểm tra có đủ đảm bảo yêu cầu không. Nếu chưa đủ thì phải hoàn thiện theo tiêu chuẩn ABCD đó của họ đưa ra. Và một khi
đủ thì họ mới cấp cái giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Và giấy chứng nhận này cũng có thời hạn nha các bạn, không phải là mãi mãi đó. Do vậy để mà trường hợp không có cái giấy này thì sao? Chắc chắn là bạn sẽ hoạt động không yên. Nếu với quán thiệt nhỏ thì không sao hết đó, nhưng với quán lớn một chút xíu, to một chút xíu, có thương hiệu chút xíu thì chắc chắn một điều là sẽ rất là khó hoạt động nếu không có những cái này. Có cái giấy này và xin được cái giấy này là một chuyện, hàng tháng hàng quý sẽ có những cái đoàn kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm ghé thăm để xem tình hình thực hiện cái tiêu chuẩn này như thế nào, ổn không, và để thăm kiến người chủ quán xem người chủ quán có biết điều không. Đó cũng là một cách để mà có sự liên kết giữa cơ sở với nhà nước trong quá trình kinh doanh. Tùy các bạn hiểu sao thì hiểu. Tuy nhiên thì cũng có một chút để cho đôi bên cùng vui vẻ. Thì thôi, mình kinh doanh được mà các anh các chị cũng cảm thấy hài lòng, như vậy là tốt rồi. Còn hơn là không có hoạt động kinh doanh gì được. Loại giấy tiếp theo đó là giấy phép phòng cháy chữa cháy, anh thành phòng cháy chữa cháy. Thì thông thường rất là nhiều quán không làm cái việc này. Chỉ khi có một vài anh công an xuống hỏi thăm xem bình phòng cháy chữa cháy ở đâu, giấy phép đăng ký phòng cháy chữa cháy ở đâu, sao không thấy cái bình chữa cháy nào, rồi hoạt động cháy nổ thì sẽ ra sao, thì lúc đó mọi người mới cuống cuồng đi làm, hoặc lúc đó mọi người mới nói anh ơi, thế thì thôi hôm nay lần này lần đầu tiên anh tha cho em, rồi nhân tiền đây đó thì anh cho em hỏi là nếu mà làm thì làm như thế nào. Thì thông thường có những nơi họ dễ thương á, thì mấy anh công an nó chỉ dẫn rất là tận tình, rất tận tình. Nào là thứ nhất là phải làm một số cái hồ sơ như sau, ví dụ như là vẽ sơ đồ của cái mặt bằng đó ra sao, hợp đồng thuê nhà, rồi làm đơn xin cấp giấy phép đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy nè, rồi bản chứng giấy chứng nhận duyệt phòng cháy chữa cháy nè, rồi thống kê các cái phương tiện nè, rồi quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở nè, rồi cái phương án phòng cháy chữa cháy ra sao. Đó là những cái giấy tờ cần thiết để xin được cái giấy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Và thông thường thì các như Lâm đã nói rồi đó, các anh công an sẽ một số nơi dễ thương họ sẽ hướng dẫn tận tình. Và xong thì vui vẻ, hoặc các anh có thể giới thiệu những cái nơi mà các anh biết về bán trang thiết bị dụng cụ về phòng cháy chữa cháy thì cứ yên tâm mua ở đó đi, thì chắc chắn là đạt. Thì nếu mà nộp hồ sơ thì gồm cái gì? Đơn xin cấp kiểm tra đủ điều kiện về đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nè, rồi bản cam kết phòng cháy chữa cháy nè, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao nè, hợp đồng thuê nhà nè, giấy đăng ký kinh doanh nè, rồi tất cả cái này mình sẽ chuyển cho phòng cháy chữa cháy của cảnh sát ở khu vực đó. Đó. Và sau khi khi mình làm chắc chắn sẽ có sơ suất này sơ suất kia, vẽ không đúng hoặc là để đặt cái bình ở đây không đúng, hoặc là cần thêm bình A, bình B, bình C thì không sao. Mình cứ thật tâm thật lòng, em không biết anh chỉ cho em đi như vậy có được không anh, các anh sẽ sẵn sàng chia sẻ. Và điều cuối cùng là gì? Mình có được cái được các anh chiếu cố, các anh tận tình hướng dẫn, các anh chỉ bảo để mình hoàn thành được cái công việc mình, để cái quán hoạt động kinh doanh được tốt. Tuy nhiên ngay cả khi các bạn đã có đầy đủ những cái giấy tờ này thì hàng tháng, hàng quý, có khi hàng năm thì sẽ có một cái đoàn gọi là đoàn kiểm tra liên ngành sẽ ghé thăm quán bên bảo hiểm xã hội nè, ghé xem coi tình hình lao động sao, có hợp đồng lao động không, rồi nhân viên như thế nào, có thuê người dưới tuổi vị thành niên hay không đó, rồi bên vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi bên trật tự đô thị, rồi bên công an phòng cháy chữa cháy, rồi bên kinh doanh, bên phòng kinh tế, đủ hết rồi, tất cả đủ hết, gọi là ban
ban chuyên ngành sẽ đi tới quán của mình. Và một điều chắc chắn rằng cho dù các bạn đã đủ hết mọi thứ vậy rồi, thì các bạn biết rồi đó, kinh doanh trong quán mà. Hôm nay mình đăng ký cho bạn A đi học vệ sinh an toàn thực phẩm có cái bằng rồi, bữa sau bạn A nghỉ mất tiêu rồi, hợp đồng lao động bạn A cũng cầm đấy nhưng mà bạn nghỉ mất tiêu rồi, giờ bạn B vô làm sao mình thay sở tất cả các thứ rồi. Và chắc chắn một điều mà mình cũng sẽ đâu đó vướng cái này vướng cái kia trước, mặc dù tất cả các thứ mình đã cố gắng hoàn thiện hết rồi, nhưng cái đó là việc của cái ban liên ngành đó, họ đi họ làm những công việc đó. Thì nhiệm vụ của mình là gì? Họ cứ chỉnh hết ra, cứ show hết ra, cứ đưa hết ra, thiếu cái gì cứ nhỏ nhẹ tươi tỉnh nanh này để mà xin cho nó xong được cái việc của mình. Có thể phải mất một chút chi phí gì đó, nhưng nhờ như vậy khi mình hoàn thiện tất cả những cái giấy tờ này, và một khi mình hoàn thiện tất cả giấy tờ này có nghĩa là cơ sở là cho tất cả các thứ nó cũng được hoàn thiện theo, bởi vì phải theo quy định, phải theo đúng chỉ tiêu thì mình người ta mới cấp, thì vô hình dung rằng cái quán của mình nó khang trang hơn, nó tốt hơn, nhân sự nó ổn hơn, nó đẹp hơn. Thì điều đó thì sao các bạn? Mình sẽ kinh doanh tốt hơn, hiệu quả hơn, mặc dù nó hơi rắc rối nhức đầu tí xíu, nhưng cái đó là việc mình phải làm, cái đó là trách nhiệm của một cái người kinh doanh, của một cái người doanh nhân khi mà đứng ra kinh doanh, khi mà hoạt động kinh doanh, tất cả phải có những cái điều đó. Một cái xe muốn chạy nhanh thì phải có những cái bộ thắng tốt để mà chi, mà nó điều chỉnh, nó giữ, nó lôi, nó kéo để mà cái xe đó được di chuyển tới đích nhanh nhất, an toàn nhất. Tương tự như vậy cái quán cũng vậy. Nếu đặt trường hợp là những cái quán mọc ra không có giấy tờ, không có giấy phép, không có cái tiêu chuẩn gì hết, ngay cả mình đi vô mình ăn, mình có dám ăn không? Tại vì mình đâu kiểm định được những cái chất lượng đó nó như thế nào, những cái họ có làm theo đúng cái quy chuẩn, nó có đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng hay không? Đó, đặt câu hỏi này để mình nhìn ngược lại rằng nếu tôi kinh doanh các cà phê thì tôi buộc hoàn thiện tất cả những cái thủ tục pháp lý này, làm tất cả những cái thủ tục pháp lý này cho thật hoàn thiện, cho thật tốt, mình mới kinh doanh được bền vững, phát triển nhanh, thành công được. Đó là tất cả những cái giấy tờ pháp lý cơ bản mà Long muốn chia sẻ với các bạn.